Em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất là phù hợp với túi tiền của mình các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé. Chuẩn của thương hiệu của Anh luôn. Tên xe là hãng là Haser, dịch ra tiếng Việt của mình là Kỵ Binh các bác nhé. Kỵ Binh, đây. Biểu tượng của hãng là một cái đầu gọi là đầu chụp bằng giáp sắt, biểu tượng của kỵ binh đấy ạ, bằng nhôm, logo nhôm nhá, nhôm dập luôn ở trên bút tăng tay lái đấy ạ, kể cả trên tay lái đều có hết nhá. Cái này ở bên châu Âu rất chuộng, hãng này thì tuyệt vời về chất lượng các bác nhá. Em xin phép em sẽ nói qua chi tiết cấu hình của chiếc xe này. Xe được trang bị cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp của Nhật M396, tay bấm đề cao cấp của Nhật Shimano Acera, líp 9, đĩa 3, đây ạ, thông số đều có ở trên tay bấm hết ạ, 9 và 3, 27 tốc. Tay lái và cọc tay lái nguyên bản của hãng Haser luôn. Đây ạ, tất cả chữ này và biểu tượng của hãng, đây là đầu áo giáp của một kỵ sĩ kỵ binh đây, một kỵ binh đấy ạ. Kể cả bốt tăng zin luôn nhé các bác. Xe được trang bị chiếc thụt hơi cao cấp của hãng Soutour SR, Soutour Epicon. Đấy, các bác am hiểu về xe đạp, các bác dân chơi về xe đạp, các bác không lạ gì chiếc thụt của hãng này nhá. Rất là cao cấp. Chiếc thụt hơi này là bên ngón tay em chỉ đây, nó có chữ AIR, bơm hơi và xì hơi tại đây nhá. Đây là cái lắp đậy thôi, bảo vệ thôi ạ. Đấy. Còn bên này có khóa mở hành trình. Các bác gạt ra phía trước như này là mở. Còn các bác muốn không nhún, các bác gạt về phía sau như này là khóa lại nhá. Tùy theo cung đường mình đi, em cũng đã giải thích ở các video trước rồi, nhún nó không nhún là do mình tùy chỉnh. Đây là chiếc thụt hơi cao cấp này, các bác nhìn cái ti vàng óng luôn này. Đấy, Mayer trước là Mayer Mavic Crow. Đây, Mavic Crow dập thẳng trên Mayer đây ạ, Mavic Crow. Mayer thiết kế theo kiểu hình cánh hoa đây, các bác nhìn này, cái chân lăn hoa đan chéo nhau rất là cao cấp và tinh xảo. Ổ bạc đạn đây nhá, bạc đạn ngón tay em chỉ đây này. Mayer Mavic này là thương hiệu của Pháp rồi. Cả vành luôn nhá, cả vành luôn cũng Mavic Crow luôn. Vành và Mayer là bánh bộ các bác nhá. Lăn hoa có khóa chân đây, cũng có khóa chân chống xé vành ạ. Đây, riêng lăn hoa là lăn hoa dẹt nhá, lăn hoa dẹt này rất là xé gió. Đây ạ, cả Mayer đĩa này, zin bản luôn, từ đĩa luôn, Shimano dập trên ở ở đĩa luôn các bác nhá. Đĩa phanh này, củ phanh dầu của Nhật đây ạ, Shimano đây. Trục rỗng, bánh tháo mở khóa bằng tay. Đây, lốp còn rất mới các bác nhá. Mua về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Riêng cái vành bánh Mayer thương hiệu của Mavic này thì nó quá nổi tiếng thế giới rồi. Toàn bộ 100%, khung là khung nhôm aluminum 6061, cao cấp siêu nhẹ các bác nhá. Aluminum siêu nhẹ, thật sự là em nhấc cái chiếc khung đúng là xe của thương hiệu của châu Âu khác. Nhấc chiếc khung lên một tay lên nhẹ cực kỳ, rất nhẹ luôn. Đây ạ, tất cả trên đầu khung này, thân khung này đều in dập hết chữ của hãng, thương hiệu của xe và biểu tượng của xe, kể cả từ cổ phốt luôn. Đây các bác nhìn nó tỉ mỉ từng dòng chữ luôn. Đây, kể cả bốt tăng hết nhá. Người hàng của châu Âu nó chất lượng. Đùi đĩa là đùi đĩa DOR, Shimano DOR của Nhật nhá. Cốt rỗng bạc đạn. Đây, bạc đạn này em chỉ đây các bác nhìn biết này. Shimano dập thẳng đùi đĩa đây ạ. Gạt đĩa trước cũng là của Nhật, Shimano Alivio nhá, của Nhật. Đây, xe đây size đây ạ. Xe là size 16 các bác nhé, size 16. À, tất cả biểu tượng đều in dập hết ở trên khung xe. Kể cả đây các bác nhìn đây này, những cái chữ nhỏ rất là bé đây, em chỉ ngón tay đây. Tất cả trang web đây, trang web của hãng đều in ở trên khung xe hết. Đấy. Mayer sau cũng vậy này, giống Mayer trước, cả vành cả Mayer luôn. Của hãng thương hiệu của Pháp Mavic Crow. Đây, cũng Mayer cũng thiết kế theo kiểu hình cánh hoa đây. Lăn hoa dẹt xé gió này, cả vành luôn. Đấy, riêng cặp vành cặp Mayer cả trước cả sau của chiếc xe này cũng đã vài triệu rồi. Bạc đạn các bác nhá. Đây, bạc đạn này. Bạc đạn Mayer đùi đĩa đều là bạc đạn hết. Xe được trang bị củ đề cao cấp của Nhật, Shimano Alivio líp 9. Đây các bác nhìn chiếc líp đây. Líp 9 này, rất là mới. Em về em chưa rửa ráy gì đâu. Đây,
nó vẫn còn bụi trên xe, lấy tay gạt cái là sạch luôn. Đây ạ, các bác nhìn này, đùi đĩa DOD Shimano của Nhật đấy ạ. Cốt rỗng. Đấy. Cối siêu chớn. Cối này là cối lổ, gọi là cối lổ nhẹ các bác nhá. Siêu chớn luôn. Cặp lốp của xe cực kỳ là tuyệt vời luôn, còn rất mới. Đây, Innova Pro cả trước cả sau các bác nhá. Bánh 26 inch. Size 16, bánh 26 inch phù hợp cho người cao từ 1m60 đến 1m75 đi vô tư. Đây, em đi lại một vòng cho các bác biết nhá. Yên này thì chắc chắn là không phải yên zin rồi, nhưng đã được thay chiếc yên rất là êm và cao cấp. Da cũng rất bền, rất tốt nhá. Êm lắm các bạn. Đây, nhìn em quay biết này. Cọc yên zin luôn. Đây, em quay tiếp tục cái chi tiết này nữa này. Đến từ cái khóa cọc yên các bác nhìn đây. Đây, em quay nhỏ. Quay đây cho các bác biết cho led này. Khóa cọc yên rất là tỉ mỉ, hoa văn rất là đẹp luôn. Kể cả mình mở ra đây, chữ nó dập hẳn vào cái khóa cọc yên của hãng này. Đóng lại. Đấy, chi tiết cái hàng thương hiệu của châu Âu chuẩn luôn, không có bán mới ở thị trường Việt Nam mình đâu ạ. Nên cái hàng này nó rất tỉ mỉ, và cái những cái sắc led, cái logo của người của bên cái hãng này là rất sắc led rõ ràng luôn. Em đi lại một vòng cho các bác biết này. Tất cả biểu tượng rồi là chữ trên xe này. Được đánh giá, con này được đánh giá 5 sao luôn theo tiêu chuẩn ở bên châu Âu luôn. Đây ạ. Tất nhiên rồi, con xe này là hàng sách tay lướt đã qua sử dụng các bác ạ. Nên đâm ra là nhiều bác có thể là thắc mắc là phải là Maze in lọ mới Maze in kia. Em lại giới, em lại xin phép em lại nói qua một chi tiết này cho các bác biết nhé. Đôi khi những hàng sách tay có những cái tem mác phải bóc đi, phải bóc bỏ, bởi vì nó do cái quá trình vận chuyển thuế má, rồi là những cái qua những cái đường hải quan, rồi cái loại kia, cái tế nhị em không muốn nói ở trên này. Nhưng em khẳng định ở Việt Nam không bao giờ bán hãng này và không bao giờ có chiếc thứ hai là hãng này đâu các bác ạ. Đây, nhiều những con xe rất đắt tiền nhưng không bao giờ những cái chi tiết tỉ mỉ, những cái logo mà dập hẳn một miếng nhôm trên cái pô tăng như này ạ. Đây ạ, một cái đầu hình người, đầu giáp của một kỵ binh của cái thời gọi là Lữ Hoàng, gọi là Vương quốc Anh ngày xưa đấy các bác. Đấy, nó thuộc của hãng đấy. Đây, trên biểu tượng của trên xe đây ạ, một cái đầu ghi sĩ và hai thanh giáo chéo hai bên đây. Đây các bác, em chỉ tính qua đơn giản nhé. Chiếc thủ thời SR sau tour Epicon này, nếu có mua ở Việt Nam mình, rẻ nhất cũng phải là từ 4 triệu 6 đến hơn 5 triệu một chút một chiếc thụt này nhá. Đấy là mua mới. Còn mua cũ thì các bác biết rồi, cũ tùy vào từng chất lượng, rẻ nhất cũng phải vài triệu rồi, chắc chắn luôn. Các bác cứ đi lên Google các bác kiểm tra nhá. Bởi vì thủ thời này là rất là cao cấp này. Lại phanh dầu, group, tất cả các thứ nữa. Riêng em tính cả riêng chiếc thụt và cái cặp vành Mayer này cũng đã rơi vào 7 đến 8 triệu rồi, chưa kể bộ group rồi toàn bộ khung xe nhá. Này, em thanh lý, em nói rõ luôn giá ở trên video này, cũng đồng nghĩa là em ghi rõ giá ở trên cái tiêu đề bài video của em nhá. Em thanh lý chiếc này với giá 7 triệu rưỡi, chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Size 16, bánh 26 inch, phù hợp cho người cao từ 1m60 đến 1m75 đổ lại nhá. Đi tuyệt vời. Thật, con này đi thì nói thì bảo là hơi quá, nhưng các bác ấy đi thì không bao giờ có thể hỏng được. Trừ khi quá trình mình đạp chiếc xe này thì có thể là thủng xăm hoặc lốp mòn, ta thay lốp mới, thay xăm mới thì có thể nhá. Hoặc đi nhiều năm sau xích có thể rão ra ta thay. Chứ còn bảo là về chất lượng đồ ở trên chiếc xe này và thương hiệu của khung này thì em khẳng định với các bác rằng nó quá là bền bỉ, chất lượng của nó thì tuyệt vời luôn. Hàng rất hiếm, xe này rất hiếm các bác nhé, kể cả cái hãng này luôn. Đấy, em quay rõ lên cho mọi người tham khảo, mọi người biết ạ. Rồi em xin phép em kết thúc video ở đây. Ai có nhu cầu sở hữu chiếc xe này liên hệ trực tiếp em, PM Zalo em nhé. Em cảm ơn mọi người ạ. Em xin phép em chào mọi người nhé.